mọi người máu lắm, kiến thức chưa có, ra làm chủ. Kinh nghiệm chưa có, ra làm chủ. Bảo đi học đi, không học, ngu đâu mà bỏ tiền đi học. Mấy đứa đi học, bỏ tiền đi học đều là ngu hết. Nhưng vấn đề ngu lại có nhiều tiền. Thằng ngu toàn thế thôi. Phải vậy không cả nhà? Chi tiêu, học phí. Đấy, nói chung là người ngu thì hay đi học. Khôn thì học làm gì? Chọn không cả nhà? Khôn rồi học làm gì nữa? Mà người khôn thì thường không có tiền. Bạn nhìn mà xem, đi ăn một bữa ăn với nhiều người, sẽ có rất nhiều người muốn thể hiện mình. Ui, nói hay lắm, nói từ đầu đến cuối. Gặp những trường hợp như vậy chưa? Cái gì cũng biết, mỗi kiếm tiền không? Có không cả nhà? Cái gì biết, mỗi kiếm tiền không? Mấy thằng kiếm được nhiều tiền nó chả nói gì hết. Bạn để ý mà xem, càng kiếm được bao nhiêu thì nó lại càng ít nói bấy nhiêu. Một là tính cách của người ta đã được thôi rèn, và hai là nó sợ người ta biết nó kiếm được nhiều, thuế vay. Nói chung là kiếm được nhiều tiền là bắt đầu giảm lại.